đi đợt này không, đi đợt này lạ lắm. Anh? Anh cũng đéo biết nữa. Có. Yep. Ủa mà em vẫn chết. Cái gì vậy?
Gần chết hả? Ok. Gần chết đâu. Má. Đủ quá má. Má thấy kiểu gần chết hả? Ok. Gần chết đủ. Đủ má mày. Phải lưu lại cái clip này mới được. Đủ má. Em gần chết rồi, gần chết rồi. Bù. À gần chết hả? Ok. Về về chờ tôi.